Tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị, bước vào thời điểm cuối năm, ai ai cũng đang bận rộn với những kế hoạch, những công việc để hoàn thành mục tiêu của bản thân đã đặt ra trong năm nay. Cũng vào thời điểm này, chắc hẳn nhiều gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 có nhu cầu muốn tìm hiểu, khám phá vận mệnh tử vi tháng 12 âm lịch của mình. Việc dự đoán tử vi hàng tháng sẽ giúp cho nhiều người giảm thiểu rủi ro, bất lợi và gian lao, đồng thời tích cực, chủ động đón nhận những điều thành công, may mắn. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị tử vi tháng 12 âm lịch năm Canh Tý của các gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi chia sẻ, anh chị có thể áp dụng vào cuộc sống. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 âm lịch, từ ngày 13 tháng 1 năm 2021 đến ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hải Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với những người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 12, tức ngày 17 tháng 1 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Ất Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 12, tức ngày 29 tháng 1 dương lịch có nạp giáp là Đinh Sửu. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 12, tức ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Sửu. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 12, tức ngày 23 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 12, tức ngày 4 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. 2. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 trong tháng 12 âm lịch. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Mậu Ngọ nói riêng luôn là người tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Họ yêu cuộc sống tự do và thích được khám phá vô vàn điều mới mẻ của cuộc sống bên ngoài. Cũng chính vì thế mà tuổi Mậu Ngọ có mối quan hệ bạn bè rộng rãi, nhưng không phải ai họ cũng coi là tri kỷ thực sự. Tình bạn thân thiết của họ phải dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau thì mới có thể lâu dài. Là một người thông minh nên họ rất nghiêm khắc và nghiêm túc hết mình với công việc được giao. Dù phải trải qua nhiều khó khăn, gian nan, nhưng một khi đã hứa
tuổi ngọ mệnh hỏa sẽ làm bằng được. Đối với họ, chữ tín và danh dự của một con người là phẩm chất đáng quý nhất. Kỷ âm thổ gặp ngọ xung hỏa là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi mậu ngọ trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Trong tháng này, các gia chủ mùa ngọ sẽ cần chú ý ngày âm lịch 16 tháng 12, tức ngày 28 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi mậu ngọ sinh năm 1978. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để mọi phương diện diễn ra thuận lợi, san sẻ, thì những gia chủ tuổi mậu ngọ nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. 3. Sự nghiệp của tuổi mậu ngọ. Trong tháng 12 âm lịch, người tuổi mậu ngọ sẽ có những bước đột phá trong công việc. Họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác và nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Hơn nữa, do người tuổi mậu ngọ là người tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Kết quả bạn đạt được ngày hôm nay một phần nhờ vào sau nhiều cố gắng của bản thân. Đồng thời, cũng nhờ công sức, giúp đỡ của mọi người, hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất quan điểm trong mắt của đồng nghiệp. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Vật phẩm còn giúp tâm lý của bản mệnh luôn vững vàng để có thể phấn đấu, đạt được thành công. Ngoài ra, trong tháng này, Thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. 4. Tài lộc. Sự nghiệp sẽ mang lại cho tuổi mậu ngọ tài lộc đáng kể từ việc thăng chức, tăng lương và thưởng thêm. Mặc dù gặp nhiều may mắn, bạn vẫn cần lập một kế hoạch tốt và không được chi tiêu quá tay. Với những bạn làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Tuy nhiên, bạn vẫn phải biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang phí quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Để may mắn và thành công, những người tuổi mậu ngọ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Ngoài ra, trong năm 2020, mậu ngọ nằm trong bộ tứ hành xung, tí, ngọ, mão, dậu nên đã phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hư họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi mậu ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Tình cảm và gia đạo. Tháng 12 âm lịch, vận trình tình cảm của các gia chủ tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 khá ảm đạm. Hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để thấu hiểu cho đối phương. Với những người chưa có gia đình, cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên trân trọng người bên cạnh, đừng có mới, nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp của vợ chồng. Bên cạnh đó, bạn cũng nên xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vốn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Tuy nhiên, trong tháng 12 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp phải những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ của gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng một cách thấu đáo nhất,
tránh làm sức mẻ, tình cảm, gia đình. Để cải vận tình duyên, người tuổi Mậu Ngọ hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và kích hoạt đào hoa cho người độc thân. Sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ. Trong tháng 12 âm lịch, người tuổi Mậu Ngọ cần chú ý về sức khỏe của mình do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác. Bạn sẽ cảm thấy một số cơn đau đầu nhẹ, nguyên nhân cũng chính việc này mà ra. Cho nên bạn cần có chế độ ăn uống hợp lý và giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội phát triển. Ngoài ra, bạn cần đảm bảo ngủ đủ giấc, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tịnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Bạn nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Đồng thời, người tuổi Mậu Ngọ hãy sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để đem lại sức khỏe và sự bình tâm trong tiềm thức. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình tuổi Mậu Ngọ trong tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.